Ari thông minh. Vì mình là không hiểu tiếng Việt nhiều nên mình phân tích từng từ cũng được. Vâng. Ví dụ 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi xong. Cái này bỏ qua. Vậy rồi. Không biết chữ này. Nhảy. Hai chữ. Chị dây. Không nhảy. Chị lên. Đã có, đã có chữ nhảy đâu nói nhảy được dance, nữa. Dance, dance. Khiêu vũ. Yes. Đáng chữ nhảy mới mắc cười chứ. Ủa được dùng tiếng Anh không? Không, được dùng tiếng ngoài. Cái này xa xôi hẻo lánh, nơi xa xôi hẻo lánh. Con gì mà giống con người? Hóc bọ. À, vượng. Con khỉ. Ồ. Nơi xa xôi hẻo lánh. Ho cò gáy. Ồ đúng rồi. Trời ơi. Thấy xa xôi hẻo lánh chưa? Thấy đội người ta chơi chưa? Thấy người ta thông minh chưa? Thấy đội người ta chơi chưa? Cái gì, con gì mà nó có cái túi á? Chuột túi. Kangaroo. Kangaroo. Yes. 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 Kangaroo. Ồ, em đụng cái đó là chết. Dứt điện. Yes. cái này là mình em không biết chữ đầu tiên. Ủa? Chân, chân, đóng chân. Đạp á. Em ơi, bình thường búa thì phải có cái gì? Đinh. Đúng rồi. Đạp đinh. Đạp đinh. Không, không. Gần với đạp là gì? Không phải đạp. Ủa, em phe nào? À, quên mất em. Dậm đinh. Đúng rồi, đúng rồi. Dậm đinh. Sai rồi. Sai. Sai. Dậm đinh. Sai. Dậm đinh. Sai. Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Ngã. Ồ, cái này. Ây cô. Gặp bổ. Đúng rồi. Hay vậy ta. Dạ dở quá. Hay vậy ta. Còn cái này rồi. Rồi cái này bài hát, bài hát. Ồ, cái này không. Anh cứ đi đi. Hương đêm mây xa. Không, không, không. Không có, em không biết cái này. Có cái nào chị biết không? À, cái này chị giỏi. Bấm. Đấm bóc. Đánh chồng. Đánh chồng. Mình vô đó, mình vô cái khu nào đó. Mình tức quá, mình giận quá thì mình làm gì? Boxing. Hai chữ. Đấm bóc. Dậm đấm. Cái này là cái gì? Chân. Chị đấm dậm, là cái gì? Đạp. Ồ. Đạp bóc. À đây rồi, này là phải đạp. Này là phải đạp. Đạp. Bỏ qua, bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua, chị cố lên. Bây giờ, bây giờ. Làm làm không trật tự. Làm không trật tự. Cái nhà đó. Bỏ qua đi anh. Bỏ qua. Khó quá. Đập phá. Ồ. 10 giây còn lại. Dậm phấn. Chỗ này. Trang điểm. Má hồng. Đánh má hồng. Dạ. Yeah. Yeah. Trời ơi. Mình gặp người thứ ba của chồng mình. Đánh ghen. Yeah. 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 Rồi. Như vậy là 1 phút 30 giây được kết thúc và các bạn mang về 8 đáp án chính xác. Chúc mừng. Yeah. Wow. Thưa quý vị, với Harry Won như vậy là quá thành công. Tại vì cái chữ nó đập phá tự nhiên mà. Đây, quá, câu cho nó đẹp rồi, một nha. Nó đập phá mà em đọc sai em. À, chị kêu đạp mà. Quê Quang Trung thông minh quá. Đập phá mà Harry. Ờ, chứ em cứ tưởng là đạp, dậm. Nhưng mà đứng ra khỏi cái đó giống như là mình được thoát ra khỏi một cái kiếp này. Ủa là chơi chân sao này? Ngồi xuống. Ngồi xếp bằng. Ngồi xuống anh phải xếp bằng lên vậy nè. Đây đem xếp cho nè. Lên đây. Xong là anh ơi, nào chịu gì nổi. Mọi người xếp bằng. Giống xếp bằng vậy đó. Rồi. Rồi. Bây giờ Xuân và em sẽ là người giải thích và Lâm bây giờ sẽ là người đoán từ. Ê cái này đảo anh không giải thích nữa, em muốn ngồi chơi. Cái con côn trùng á, cái con côn trùng mà nó đẹp đẹp mà nó vậy nè. Cái này nè. Đúng rồi. Trời ơi. À, trong giới mèo thương lưu ký á, cái con mà nó mặc cái con nó có hai cái kiếm á. Châu châu. Cái con có hai cái kiếm. Có ngựa. Con nó đẹp hồi nào? Đẹp tập trung nè. Dạ. Con nó ngựa chứ nó đẹp hồi nào? Nó ngựa chứ nó đẹp hồi nào? Rồi, cái này nó mắc cười nè. Cái gì mắc cười? Tôi đứng á nha, tôi đứng á mà tôi vậy nè. Không tôi ngồi cũng được vậy nè. Có da chuột đau đứt. Ba chữ, hiểu không? Cái ghế xoay. Không phải cái, một cái động tác. Xoay bông dụ. Đúng rồi, gần đúng. Xoay. Có hai chữ lặp lại. Ba chữ nhưng mà có hai chữ lặp lại. Xoay 300
160 độ. Ôi ôi, có ba chữ à. Ba chữ gì? Cái chữ nó có ba chữ xoay nè. Một chữ đó đúng rồi, thêm hai chữ nữa giống nhau. Trời xoay ơi. Vòng vòng. Xoay vòng vòng. Rồi. Gì cũng đoán ra được hả? Cái gì mà anh Đức hay làm? Đức hay làm á, anh Đức hay làm. Năng bụng. Không rồi, đó rồi. Vẽ chân mày, vẽ chân mày. Trời, cái này coi Jun làm nha, một động tác có bốn chữ. Uốn dẻo. Không, lấy cái này lên. Để chân lên đầu. Nhưng mà có chữ dạ, rồi. Chân lên đầu. Ờ, cái này chữ rồi kìa. Chữ gì hả? Anh kêu nhưng mà lấy cái này lên. Lên. Có đường lên. Có chữ lên. Ờ. Ừ, có chữ lên. Đó là bắt chân lên cổ. Em này giám thị đó. Nghĩ đơn giản thôi dạ. Quá dễ. Trời, cái này không có dễ luôn á, sao làm? Dễ. Cái gì á? Mà nó mặt phẳng mà lạnh ơi lạnh. Mà nó đóng mùa đông á. Cái ta sân băng. Bốn chữ, một cái môn thể thao. Trượt băng nghệ thuật. Trượt băng nghệ thuật. Quá dữ. Khiêu vũ. Không có. Đá banh. Đá banh mà cái ông mà không có đá. Thủ môn. Rồi đúng. Trời ơi dễ vậy còn cái gì khó. Gì vậy ông? Thập nhang. Đi ra đồng á. Cào muối. Đi ra đồng. Cây lúa. Cuốc. Cái gì? Đúng rồi, hai cây chữ. Cây cuốc. Một động tác. Cuốc vào đâu? Cuốc cây. Cuốc vào đâu? Cuốc đất. Trời mồ hôi. Đây là dạy nhanh trí tài nè. Nhanh lên. Cái này là nói đi. Tự nhiên cái vậy cái con à. Cái con bự ơi là bự á. Cái con bự là nó đẻ là của con nhỏ. Cái người mà lớn tuổi mà bây giờ làm cho tin lại gọi là gì? Cái người lớn thôi, tuổi. Thôi sân. Không, cái người lớn tuổi mà cứ làm cố cho mình trẻ ra thì cái câu thành ngữ là gì? Từ từ nha, để từ từ. Cái này là cái con bự, nó có hai cái này nè, thôi mà mình phải. Cái gì? Ngựa hả? Con ngựa hả? Con ngựa làm gì có cái này. Cái gì? Thỏ. À. Con thỏ. Cái người trẻ, cái người già ơi là già người ta cố gắng làm cho mình trẻ. Qua đi. Anh chỉ là anh là biết rồi. Mặt em. Nè. À con này dễ nè. Dưới giếng còn gì? Ít. Anh Giang là hỗ trợ đội này. Cái gì dữ vậy? Cái này dễ quá, chim bự nhất. Con chim bự nhất. Chim bự nhất. Chim nào? Con chim bự nhất là con chim Cánh cục. Trời ơi. Thôi nghỉ đi. Con mà nó vậy nè. Con mà có u cô cửa đó. Làm gì vậy? Làm gì đó? Trên đéo này đéo. Chết ta đéo. Mà có cứ đéo. Cái này là sai. Không có giải thích. Đúng rồi đó. Ờ. Hai đứa em này giám thị. Mười. Động tác này nè. Chạy. Hai chữ. Tám. Chạy bộ. Bảy. Con. Cá thịt người. Cá sấu. Cá mập. Rồi, chính xác. Tự nhiên cái cá. Em đừng đoán cái mập, chó không á, định đoán cái chó. Và vấn đề là được quyền nói mà. À. Miễn sao không đụng chữ thì thôi chứ. Cá à? Không cá phải, chó. Tại vì em biết là bên đó rung quá, Jun không chịu nổi cho nên bị sang chấn tâm lý. Như vậy là đội Jun Phạm và Lâm Vy Dạ mang về 9 đáp án chính xác, chúc mừng. Wow. Rồi. Rồi, cặp cuối cùng. Nè, neo đấy. Neo móng chân. 3-4. Anh ơi, tiếng nước bạn. Sơn móng chân. Yes. Tiếng nước bạn à, tiếng nước bạn. Hả? À, tới giải cứu khi mà có gì bất bình. À, siêu nhân. Yes. À, đây là một... Một cái gì? À, một cái trò giải trí. À, bóng bẫy. Trò giải trí ba từ nha. Trò giải trí, nhảy lò cò. Yes. Hình như lên cái máy zoom này mình thông minh. Lên cái máy zoom này mình thông minh. Khi mà mình làm một cái gì người ta phản bội mình. Giống ở bội nghĩa. Người ta phong ân bội nghĩa. Mày liên quan tới cái món bán. Anh ơi, mấy chữ. 4-4. Ăn cháo đá bát. Yeah. Đúng rồi. Ăn cháo liên bệnh phát. Đây cũng là một bộ môn. Bộ môn gì? Yeah, come on. Bán bún đậu hả? Bộ môn. Bộ môn. Bộ môn mà. Bộ môn gì? Yeah. À, nhảy hip hop. Yeah. Y chang.
sao bắt nhận ôi xém cái gì cũng là một bộ môn giải trí. Bộ môn giải trí gì đó, tức tức ngưng rồi nè. Hai từ. Bộ nhảy dây. Tiếp. Cũng có chuyện bất bình tới giải cứu. Tới giải cứu, ngửa tay ra ông ơi, cái tay ngửa ra. Tay vậy nè. Đây ngồi nhờ anh, ngồi nhờ anh. Ủa vậy hả? Em nhầm chương trình wow 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 nè. Đây cũng là một bộ môn bộ môn gì? Cô Thiên Nga, cái chất Thiên Nga. Cái chất Thiên Nga. Thiên Nga đồ đó. Ok, mấy chữ, mấy chữ. Tập yoga. Tập yoga. Cái chất Thiên Nga. Con Thiên Nga nè. Là nó là cái gì mới được? Một bộ môn. Một bộ môn nhảy múa ba lê. Lẹ lẹ. Ngọc. Từ đầu vẫn giống từ hồi nãy nha. Cái gì vậy? Mười. Cái gì? Người ta có cái hay có cái chấm. Đất nước nào có chấm ở đây? Tập yoga. Đất nước không? Đất nước nào? Không phải. Đất nước nào mà có chấm ở đây? Chú cái gì? Châu Đốc. Mới mấy bà nói sợ cái gì? Hết giờ. Đất nước mà đất nước Châu Đốc. Đất nước nào có dấu chấm đây? Châu Đốc. Nhắc Châu Đốc luôn. Ở sao ông lại nói là Châu Đốc gì nè? Có hay có dấu chấm ở đây nè. Đừng nghe. Múa Ấn Độ mà sao đoán thì múa chùa bà Châu Đốc trời. Múa bà chúa xứ là múa rồi sao? 1:30 là kết thúc và Mạc Văn Khoa cùng với Liên Bình Phát mang về 8 đáp án chính xác. Ý, vậy là bằng mình. Hên quá, hên quá. Hai đội hiện tại bằng nhau là Liên Bình Phát, Mạc Văn Khoa cùng với lại Hardy Won và Quang Trung. Hãy cử ra một người để đấu coi ai về hạng nhì. Ai? Hai người ngồi lên ghế là hai đội, mỗi người một người. Mỗi người ngồi vào. Trung ai lên? Chung phải lên chứ. Tôi đấu ra. Mỗi bên là tất nhiên. Đoán đi, đoán đi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một từ khóa duy nhất. Hai bạn sẽ xem. Sau đó là sẽ báo cho người bên kia. Đội nào trước đội đó thắng. Báo cho người bên kia là báo sao? Ủa? Chị Harry cố lên nha. Cố lên, cố cùng lên. Cùng nhau vậy là sao? Báo gì? Đó. Nói sao mà ai đoán trước là chị Harry đoán chứ. Điền răng. Dạ, không là. Răng nên. Mắt đồng. Mắt đồng. Bên kia báo trước là ma cà rồng nhưng mà bên kia dùng tiếng ngoài nên thua cuộc, bên mình chiến thắng. Chúc mừng. Qua tiếng nước ngoài. Từ cái nails là tụi em đã nhường cho anh một trận rồi. Đúng vậy. Như vậy đội về nhất là đội của Lâm với già Chun Phạm. Yeah. Đội về nhì là Harry Won Quang Trung. Và đội về Úc đến là Liên Bình Phát, Mạc Văn Khoa. Vì đây là một cái trò chơi khởi động để làm nóng thôi chứ ba đội không đội nào được phần thưởng. Xin cảm ơn các bạn. Vừa rồi chúng ta chỉ khởi động nhẹ để chi? Để tham gia chương trình cho nó máu lửa. Bây giờ chúng ta sẽ làm nặng hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một cái game vận động. Ở đó chúng ta sẽ cùng chơi với nhau. Đội thắng về nhất được 2 điểm, về nhì được 1 điểm và về ba được o điểm. Ủa? Dạ. Sao điểm không có tiền hả anh? Cái điểm đó nếu đội nào nhiều điểm cuối chương trình bốc thăm trúng thưởng là tiền thật. Ví dụ như 3 điểm tương đương với 3.000 đô. Có không? Có không? Căng thẳng. Sao không đánh đi chứ rung lắm. Đội Harry Won, anh Đức đấu với đội Gil Lê là bây giờ vô. Dạ gặp Harry Won là coi như tiêu đời rồi. Ủa anh đi chiều kia. Tôi thích đi show già có được không? Tôi thích đi show già có được không? Em dậy cái chiều này rất là nhạy cảm. Thưa quý vị, anh Đức đang rất khao khát giành chiến thắng. Vì sao? Sao vậy anh? Phải vào vòng trong để cướp lấy trái tim của Miu. Nhưng muốn cướp lấy trái tim của Miu phải vượt qua trái tim của em lấy lại đi.
ơi, em đừng có nhào tới anh. Đây là chiến thuật của em. 3, 2, 1, go. Ủa em làm gì vậy dạ? Em đang đi theo chiến thuật của em. Em làm gì vậy? Em đi cái gì vậy? Thưa quý vị, 18 camera của chúng tôi nhận thấy rằng Gil đã giật trái tim của anh Đức. Nên anh Đức rời khỏi cuộc chơi. Xin mời. Và ra rồi. Gil hãy vào vị trí. Đáng lý ra em phải nhường anh. Ủa sao vậy anh? Em đã có trái tim của em rồi, em giật trái tim của anh làm gì? Ai mà không có một trái tim anh? Đó, em có trái tim đó. Kêu sai rồi, anh đang vẽ một cái bức tranh rất là lớn. Giúp đỡ giúp trơn á. Xin nhờ vào đồng đội. Ủa? Em làm gì vậy? Dạ, dạ. Em mai trái tim vô luôn hả dạ? Đi. Em lấy kim chỉ em khâu vô luôn. Bây giờ dán em lấy kim chỉ em khâu trái tim vô luôn. Khó rồi. Hai cô gái chân dài sẽ trên hành trình giật trái quay tim. Quay lưng lại Kêu. Ủa được không? Được. 3, 2, 1, go. Quay lưng lại, lui lại, lui lại, lui lại. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi, đặt cái mặt đi. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe rồi. Cầm, phải cầm được. Phải cầm. Phải cầm trên tay. Đúng rồi. Cầm đây, chứ bỏ một tay đi. Kêu đây, về chỗ mình đi. Ôi cha, ôi xỉu đây. Trời ơi, tôi ngồi tôi coi tôi bẻ rồi, theo tôi gặp. Rồi. Không có phòng chim gối đâu. Gil Lê chiến thắng. Và bây giờ thưa quý vị, trận đấu chung kết của chúng tôi không có mặt của anh Đức. Gil Lê, Lâm Dạ sẽ đấu với Mỹ Du và Mạc Văn Khoa. Mời vào vị trí. Em đã biết tại sao mọi người nói chị Harry Bon khỏe rồi. Sao vậy? Mọi người đừng để thân hình mảnh khảnh kia đánh lừa. Ánh trăng là nghệ thuật luôn. Đó. Em làm sao vậy? Chị Harry khỏe rồi. Khoa, anh cổ vũ cho đội em. Cố lên Khoa. Thưa quý vị thân mến, bây giờ là trận chung kết. Hai đội sẽ đến với nhau như thế nào? Con tim tan vỡ sẽ ra làm sao? Go. Ôi, ôi, cô. Cái gì vậy? Không bảo em bị dướng cái gì á. Con phiêu đi. Được, để cho Du thắng.
Bây giờ Đức muốn gì? Bây giờ đứng đây đó, đứng em đó. Để cho đội kia chơi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ở những trò chơi này, với sự bá đạo, những đội chơi này đều không đúng luật hết. Chúng tôi quy định mỗi đội mang về một điểm thưởng. Để gọi là biết đội nào thông minh, chúng ta có trò chơi phụ như sau. Mời đội màu cam ngồi xuống. Trời ơi, mệt quá. Ngồi bỏ gói ra. Rồi, mỗi người cầm một cái gói. Các bạn không được quay lại phía sau. Một trong hai người phía sau sẽ tán vào đầu các bạn. What? Tán ai là người tán hả? Đúng, trò chơi là trò chơi linh tính. Chỉ có một người đánh, một trong hai người thôi. Còn người còn lại cầm gói cho vui. Mấy người đoán sao thiệt thòi vậy? Không, đá bên chân ngược lại. À, đội này chính xác nhiều hơn đã thắng. Rồi, bây giờ bịt mắt mình lại nào. Hãy ngồi lắng nghe bước chân, lắng nghe cái động tác tay và cái lực là biết ai là người đánh mình. Phía sau mình tự thỏa thuận với nhau nhé. Hai bạn phải tập trung nghe cái lỗ tai mình nha. Cái trò chơi này nó nhạy bén lắm á. Rồi ai là người đánh ai thì tự quyết định ha. Xong rồi. Quý vị khán giả ngồi đây biết, quý vị khán giả xem đài biết, tất cả mọi người biết, chỉ có hai người ngồi dưới này là không biết. Rồi, xin mời. Xin lỗi mọi người nha. Ra đòn. À, người xin lỗi là người đánh. Xin lỗi nha. Rồi, nếu như là Trường Giang sẽ biết ai là người vừa đánh Mạc Văn Khoa. Chắc chắn biết rất là đơn giản luôn nếu Khoa tin ý. Xin mời Khoa dự đoán. Đó chính là anh Đức. Khoa nghĩ là anh Đức. Và đó là kết quả chính xác. Biết ngay mà. Biết sao không? Không cần em đó anh Đức nữa. Đức vừa đánh em trong Harry. Là biết Harry cười là cái gì không đánh. Rồi, mời ngược lại. Lo lắm. Ê, tôi sợ tới tôi nó quánh tét gối luôn. Rồi, vào vị trí. Đàn biết ai đàn rồi, chạy chơi gì không? Sao lâu quá chưa đánh vậy? Ôi, 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 ôi. Cảm nhận, hãy cảm nhận. Harry xem cười như vậy. Rồi, mời mở mắt. Mở mắt trước ha. Mở mắt trước hả? Rồi, nhìn lại đối thủ. Ủa ai mà sao em thấy anh ai đó hận anh lắm đó. Mạnh lắm. Mạnh lắm. Tiếng nó mạnh lắm. Ơ à, sao cái gói này nằm đây vậy? Nếu như mà đoán không lầm theo những cái tính toán, vận dụng cái thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu hả? Cũng như là những sự sắp đặt rất là logic, mang đầy tính nhân văn, thì em nghĩ là Mi Du đánh em. Mi Du đánh em. Mi Du đánh em. Chính xác. Không phải, tại vì anh vận dụng hết những cái đó. Tại vì anh biết chắc chắn em không muốn đánh anh đâu, nhưng em nghe mọi người xúi. Dạ. Hồi nãy em tính đánh anh nhẹ thôi, nhưng mà Khoa kêu. Tức là với Mi Du thì Đức hiểu từng chân tơ kẻ tóc. Thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm. Rồi, như vậy là huề nhau. Mời đội già vào chơi. Để coi Đức có thần giao cách cảm hay không. Không, em nghĩ thần giao đó. Em mài cái, em mài giao cái. Mời, đeo mặt nạ.
Di chuyển. Bàn tán. Hachi. Ơi trời. Hết hồn nha. Sợ không đánh đi chứ rung lắm. Hít hà đồ ai hít hà đồ gì vậy? Rồi. Phía sau thả lỏng. Phía trước mở. Nhìn lại phía sau. Cái vấn đề ở đây á là mình không cần đoán ai đánh. Cái vấn đề là cái người đánh luôn luôn là tôi. Bị đánh luôn luôn là tôi. Bị đánh luôn luôn là tôi. Bị đánh luôn luôn là tôi. Đúng chưa chắc. Ừ. Đó, rất mình là bị... tinh tế. Thì cái trường hợp này khi mà bị đánh như vậy đoán là em thì nghĩ là không phải là Lâm Vĩ Dạ. Nếu như Lâm Vĩ Dạ thì cái tiếng nó sẽ khủng khiếp hơn. nó không phải là nó dùng tới đây. Đúng. Em thấy vừa rồi là nó hơi nhẹ, độ đô nó hơi nhẹ. Đúng, so nhẹ với Lâm Vĩ Dạ. Lừa mà. Dạ không thể nào đánh dạ đô là đó. Không bao giờ đô này. Chỉ cần một cơ hội, đôi khi không cần cơ hội. Đúng rồi. Đội khác đánh. Đúng dạ rồi. Cũng có thể tận dụng điều đó. Em đã từng bị mà. Đúng. Dạ. Cho nên chắc chắn không phải là dạ. Thì là như cái đội này mười mấy hai ba chục người vậy chị. Đúng. Kêu lê đánh. Đáp án của chương trình là chính xác. Như vậy là nãy giờ là Đức hai lần chiến thắng. Hai lần chiến thắng rồi. Và Đức cũng bị hai lần bị đánh. Bây giờ đội già sẽ ngồi xuống và đội Đức đứng lên. Em nghĩ là hai đội này là thắng thua được rồi. Không, đội ngồi xuống đi. Anh nói cho em biết như vậy. Dạ. Đã được tính toán hết rồi. Ở cái đội phía sau lưng em, không những Đức không thích em mà Hadi World cũng không thích em. Mà ơi. Vô đi dạ. Thời tới rồi. Trời thương mình quá à. Dạ ơi. Đức à, em còn hai đứa con nhỏ ở nhà. Không, dạ, em vô đi. Chương trình đổi cái gói lấy cái ghế giùm. Đổi cái gói lấy cái ghế giùm. Đổi cái gói lấy cái ghế giùm. Vô đây. Trời Đức, anh đối xử với em vậy sao Đức? Anh giỡn thôi. Mời ngồi. Ghiêu Lê vẻ mặt an lạc. Đang chấp nhận đau thương. Rồi. Thí dụ mà thấy văng cái não coi nhớ lụm lại cho em nha. Nếu mà không bị gì là trò chơi, mà lỡ có u đầu là trời cho đó. Rồi, mời di chuyển. Rồi đó. Vô nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Knock out. Ghi lên, mở mắt nào. Chắc Gil ngồi cạnh cũng cảm nhận được cú đánh đó. Dạ, có sao không? Không. Con. Mời. Có sao không? Em không cần biết là chơi vui thôi. Mở mắt nào. Chơi vui thôi mà, có gì đâu vậy? Ai mà vui quá vậy? Ai mà vui quá vậy? Ai mà vui quá vậy? Vui vừa vui vừa vừa thôi chứ vui gì vui quá vậy. Bây giờ là lúc chúng ta phải đoán ai là người vừa đưa dạ xuống vực thẳm. Bây giờ em sao cú đánh đó em bị bấn loạn rồi. Không chừng sao đêm nay về em khùng khùng điên điên. Là cái người đó sẽ đâu em suốt cuộc đời. Em anh Đức ơi, cái gối mà dạ. Anh Đức ơi, anh Đức
Vậy chị và phân tích đi, chị cảm nhận là cú đánh từ trên xuống hay là từ... Một cú đánh rất mạnh từ phía sau gái bên phải. Rất mạnh nha. Và hình như nó có sự xoáy cầu vòng. Và đánh với tất cả niềm đam mê nha. Đúng, nó đánh với tất cả niềm đam mê và thù hận. Xoáy vậy nè, xoáy vòng vô tới cái cổ nó tán. Em nghĩ gì đâu không á. Chơi vui mà, đây là trò chơi. Em nghĩ là những cái người mà bị uất hận nãy giờ bị đánh nhiều á. Mời dạ nhìn Harry và anh Đức. Ghi lệ nhìn. Em có lợi ích gì đâu anh ơi. Trời ơi, Ghiêu mình chung một đầu em mà Ghiêu. Sao tới lúc mà quạ tới em bỏ bơi chị vậy? Tại cú đánh nãy nhanh quá em không có cảm giác gì luôn á. Hồi nãy đáng lẽ lúc mà chị nằm đó em phải là người đỡ chị dậy chứ. Không, em tự nhiên em không cảm nhận được cú đánh như này mà em cảm nhận được cái Đức. Em có biết cái lực nó mạnh cỡ nào chứ. Chị sập xuống luôn á. Rất là đau luôn. Tán từ bên này tán qua nè. Đau lắm. Theo cái sự phân tích của em, từ bên này qua đó, chắc chắn là một trong hai người này. Nói vậy coi. Bây giờ để đón thì... Tức là vừa rồi thật sự là nó xảy ra nhanh quá. Nhanh quá em. Rồi làm lại vậy ơi. Không được hả? Thôi để em đón luôn. À sẽ đón luôn. Anh Đức là dễ đoán quá. Không lẽ anh Đức đánh tôi? Anh Đức không bao giờ làm điều đó. Đức lúc nào cũng tốt với em hết á. Ủa mọi người cười rồi sao? Đức lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ dạ hết á. Không bao giờ mà Đức đối xử dạ vậy hết. Phải không Đức? Bạn này tâm lý kỳ quá. Anh thường tay vào. Tại vì không, em rất hiểu anh. Không bao giờ làm gì đó. Thật sự. Bằng tất cả những cái chân thành. Đúng. Tận đáy lòng anh. Đúng. Không bao giờ anh nở mà cầm một cái gối như thế này đánh nhau một người con gái. Khóc luôn anh, rồi. Anh thuận tay phải. Anh thuận tay. Cái lực mạnh không? Còn bên này nhẹ. Không được. Đúng như vậy. Đúng. Anh Đức, anh đánh em đúng không? Em đang đoán, em đang hỏi. Anh đừng đấu trí với em làm gì. Anh Đức. Sao? Anh nói thiệt đi. Ôi, hồi nãy cái ánh mắt Đức mà nhìn em nó thù hận lắm. Em nghĩ đó chính là anh Đức. Đáp án của chương trình là... Harry Won. Chị Ri hư lắm. Chị đánh rất mạnh luôn. Em sai rồi. Xin lỗi. Không nghĩ chị vậy luôn. Tức kìa. Như vậy là thưa quý vị, chị Ri ơi. Hình như còn một lượt chơi nữa đúng không? Còn một lượt chơi. Ủa, đội dạ bị đội kia đánh chưa? Ê, Đức bị ghê, quýnh cái cho tỉnh lại. Dạ ơi. Dù là bị dạ bạc đãi chửi bới như này mà Đức chưa bao giờ đánh lại dạ, dù chỉ là trong một trò chơi. Bởi vậy thiệt, em nghĩ là Đức không bao giờ làm điều đó với em đâu. Nhưng mà hồi nãy là anh Đức là kêu Harry đánh mạnh. Kìa đâu có. Thưa quý vị thân mến, tiếp theo là những phần cùng hấp dẫn hơn nữa của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow.